Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa là pháp chẳng sanh, thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng sanh, thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên bố thí ba la mật đa chẳng sanh, thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng sanh, thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự chẳng sanh, thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh, thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên bốn tịnh lự chẳng sanh thì chẳng phải là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát chẳng sanh thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Vì tám giải thoát cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên tám giải thoát chẳng sanh thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ chẳng sanh thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng sanh thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên bốn niệm trụ chẳng sanh thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên pháp môn giải thoát không chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt chẳng sanh thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng sanh thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Vì sao? Vì năm loại mắt cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Sáu phép thần thông cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên năm loại mắt chẳng sanh thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng sanh thì chẳng phải là sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, mười lực của Phật chẳng sanh thì chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng sanh thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì mười lực của Phật cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cùng với chẳng sanh không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác, cho nên mười lực của Phật chẳng sanh thì chẳng phải là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng sanh thì chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
Bạch Thế Tôn, chân như chẳng sanh thì chẳng phải là chân như. Pháp giới pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chẳng sanh, thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Vì chân như đối với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên chân như chẳng sanh thì chẳng phải là chân như. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, quả vị giác ngộ cao tột chẳng sanh thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên quả vị giác ngộ cao tột chẳng sanh thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng sanh thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất chẳng sanh thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng sanh thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì pháp không quên mất cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Tánh luôn luôn xả cùng với chẳng sanh, không hai, không hai phần. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải khác. Cho nên pháp không quên mất, chẳng sanh thì không